Các bạn ơi, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta là sẽ tiếp tục cái bài ngày hôm qua mà chúng ta học với nhau nhé. Thì cái bài ngày hôm qua chúng ta đã biết về năm từ. Thứ nhất là am, i, a. Ba từ này đều chung là một nghĩa thôi, đúng không nhỉ? Ba từ này nó đều chung là một nghĩa thôi. Am, i và a. Chúng ta sẽ ôn lại một tí. Ta sẽ có ba từ am, i và a. Ba từ này chỉ là một nghĩa, hoặc là hoặc là thì, hoặc là ở. Am in a, và nó được gọi là động từ to be. Và cái mục đích chính của động từ to be là chủ yếu để đáp ứng cái nhu cầu cấu trúc ngữ pháp được hoàn chỉnh mà thôi. Rồi thì khi nào chúng ta dùng am, khi nào chúng ta dùng is hay a, thì chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta dùng am là khi đi với ai, khi đi với ai thì chúng ta sẽ dùng am, và nó như một cặp vợ chồng, chúng ta không bao giờ thay đổi nó nhá. Thì còn khi mà chúng ta đi đi với is và đi với a ấy, thì chúng ta sẽ nhớ lại is nó sẽ đi với những cái chủ ngữ số ít, tức là chủ ngữ trong câu mà chỉ về số ít người, số ít sự vật hay là số ít đồ vật, tức là chỉ về số ít. Ở đây thì chính là số ít đây là không phải là số ít ở đây có nghĩa là một, tức là cứ cái gì có một thì là số ít nhé bạn nhé. Cái gì có một thôi thì là số ít thì sẽ đi với is, và cái gì lớn hơn một tức là từ hai trở lên thì nó sẽ đi với a, nó sẽ đi với a nhé, là như vậy. Thì đây là am, i và a. Và ta đã học về hai đại từ sở hữu, đó là đại từ my và đại từ your. Rồi chúng ta có chủ ngữ ai là tôi. Rồi và chúng ta có một từ tiêu đề của bài học, đó là hello. Rồi hôm nay chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Bài này chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cuốn sách đây. Ở đây có Lisa và Magic. Thì chúng ta sẽ học cái bài này là bài Say Your Name. Chúng ta sẽ có từ say nhé, từ say là nói. Thì trong cái bài học này nó sẽ có phần starter nhé, starter. Chúng ta sẽ tra từ starter này, từ say nhé, starter và từ say. Ta sẽ tra hai từ này nhé. Chúng ta sẽ dùng cái từ điển la bàn, là bàn. Ta sẽ tra từ say. Rồi say, Say. say là động từ nói hay là bảo ai đó, hay là nói đọc. Đấy, nói nên thì là say. Sẽ dùng từ này, ta sẽ đưa nó vào. Rồi thứ nhất từ say này, sau đó chúng ta sẽ đến với từ thứ hai starter nhé. Starter là tiêu đề, phần starter. Starter, starter là Starter. bắt đầu hay là xuất phát. Bắt đầu đây này, starter bắt đầu thì nó sẽ có cái take a risk 1.1, tức là tên 1.1 là say your name, tức là nói về tên của bạn. Rồi chúng ta sẽ lắng nghe cái 1.1 nhé. Ta sẽ mở file nghe lên, kích vào 1.1 và nghe. Unit 1. Unit 1. Tape script 1.1. Hello. I'm Lisa. Hello. I'm Marek. I'm Marek. Unit 1. I'm Marek. Tape script 1.1. Hello. I'm Lisa. Hello, I'm Marek. Rồi chúng ta sẽ có Lisa và Marek. Marek thì Marek là nam, Lisa là nữ. Marek và Lisa. Đây là hai cái tên, ta sẽ không dịch nghĩa hai tên này ra nhé. Thì Lisa chào trước. Hello là xin chào đúng không ạ? Xin chào, tôi là Lisa. I am Lisa. Thì sẽ có từ I là tôi và từ em được viết tắt vào đây. Thì chúng ta sẽ có nhìn thế này, thì ta sẽ có một cái cấu trúc như sau. Nó sẽ có là ai thì luôn luôn đi với em, ta đã học trong bài trước rồi đúng không nhỉ? Ai luôn luôn đi với em thì cái này là luôn luôn rồi, nhưng mà khi nó viết tắt ấy thì nó sẽ được viết tắt là ai và đi với a em luôn. Ta có ai am, tức là ai đi với am thì viết tắt sẽ là ta có ai đi với em đó, thì ta viết tắt là am luôn nhé, viết tắt là am, am luôn, viết tắt là am, và đọc cũng là am luôn nhé. Am tức là am và am đấy, am và am đọc là am luôn. Thì có nghĩa là tôi là đúng không ạ, tôi này, và to be, động từ to be này có nghĩa là đúng không ạ, thì là ở, nghĩa của nó là như vậy rồi. Thì ta sẽ là thì là ở đây sẽ ba từ này, ta sẽ dịch cho trường hợp này là tôi là đấy, tôi là hello am Lisa, nghĩa là xin chào tôi là Lisa, đúng không ạ? Viết tắt là am, viết tắt là am luôn, và đọc thì ông này cũng vậy, hello am
Marek. Đó. Đấy là cái phần đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ vào phần thứ hai, đó là phần 1.2 đây. Read and listen. Chúng ta sẽ nhìn cái tiêu đề này, đó là What's your name? What's your name? Thì ta sẽ nhìn thấy từ watch, chúng ta sẽ học từ này nhé. Coi như ta là chưa là người chưa biết cái gì cả, sẽ học lại từng từ một nhé. Học từng từ từng chữ một các bạn nhé. Rồi, sẽ bắt từ watch. Từ what? Từ what? Từ what có nghĩa là gì hay là cái gì? Nó là một từ để hỏi nhé. Từ để hỏi. Trong trường hợp này nó sẽ là từ để hỏi. Cái gì? Là gì? À, ta chỉ vậy đâu. Thì ta sẽ biết là hỏi chứ. Nhưng ta hỏi là tên bạn là gì đúng không? Nó là cái gì? À, cái gì đúng không? Đấy, tiếng Việt ta là như vậy. Thì là what. Đấy, nhá. Thì chúng ta sẽ có từ này là what. Các bạn nhớ này, khi các bạn học một từ mới thì ở đây sẽ là cách viết này. Đây sẽ là cách đọc này. À, cách đọc thì nó có thể có hai cách đọc. Cách đọc theo kiểu Mỹ, cách đọc theo kiểu Anh thì gọi là hai cách đọc. Thì có những từ nó chỉ có một cách đọc thôi. Thì cách đọc con nhìn thấy một cách đọc này. Cái đọc này âm o ngắn đúng không ạ? Âm o ngắn. What? What? Từ để hỏi là tính chất của cái loại từ này, tính chất này như danh từ, động từ, tính từ, từ để hỏi. Đấy. Từ ghép hay là bất cứ gì đó, rồi cuối cùng là nghĩa nhá. Đây là cách học một từ mới, mình nhắc lại thôi, trong các video trước mình đã nhắc rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu hỏi, đó là What's your name? What's your name? Thì chúng ta sẽ nhìn trong cái sách của chúng ta đấy. Đây này, What's your name? Nó có cái chữ S và phẩy. Thì chúng ta sẽ không hiểu cái S phẩy là gì. Thì nó giống như thế này, sẽ viết như này nào, What is your name? What is your name? Câu hỏi nha. What is your name? Tên của bạn là gì? Thì viết tắt các bạn nhé. Viết tắt. Sẽ có viết tắt. Viết tắt của cái từ what is đó. Viết tắt của what is. Viết tắt của what is này sẽ thành what. Cái mà đang nhìn thấy trong sách ấy. What thêm s. Your name. Đó. Từ name ta học từ buổi trước là của bạn và name là danh từ. Name là danh từ, vậy danh từ này có nghĩa gì? Danh từ này có nghĩa là tên. Name là tên. À, nếu như các bạn nào mà trước đây đã không bị mất gốc thì những cái này thì nó quá dễ. Nhưng mà đọc dạy cho từ người mới mất gốc, từ người không biết gì từ người không biết gì trong cái giáo trình này, nên là chúng ta sẽ học lại đề phòng luôn nhé. Đó là một danh từ viết là chữ N là now nhé. Danh từ này thì viết tắt trong tiếng Anh là now là, nên nó viết chữ N và tên là danh nhé. Tên là danh. Tên hay là danh. Cái này là tên cho danh, cho đồ vật, sự vật, cho công việc hay là cho đội nhóm hay cho con người thì dùng name hết nhé. Name hết. Tên và danh là như vậy. Thì ta sẽ có câu hỏi What is your name? Viết tắt là what's your name? Ta sẽ what's your name? What's your name? Đấy. Your name. Đấy. Thì tùy cách phát âm Anh hay là cách phát âm Mỹ thì các bạn biết như vậy. What is your name? Đây là chúng ta thông thường nhất. What's your name? Rồi, thì cái phần 1.2 sẽ là phần read and listen. Read là đọc và listen là nghe nhé. Ta sẽ tra luôn hai từ này. Những từ này ta sẽ gặp suốt ngày, ta sẽ tra một lần và sau này ta sẽ không được phép học lại những từ này nữa. Read, từ read là đọc nha. Từ read là đọc. Chúng ta sẽ thấy là read là y dài này, read và nation. Ta nhớ là chữ read này có âm d là read và nation nhá. Ok, nation. Read là động từ thì chúng ta viết là v nhé, động từ là verb, viết là v. Verb trong tiếng Anh là động từ, viết là v là đọc này. Mình đã dạy cái cách học từ mới. Cách học từ mới mình đã làm một cái video cụ thể để dạy về cách học từ mới tiếng Anh rồi, thì các bạn xem lại cái video đấy nhé. Rồi, thứ hai là listen là lắng nghe hoặc là nghe nhé, nghe hoặc lắng nghe. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái 1.2 này nhé. 1.2 đây có Sandra và Hero đấy, Hero
San nào thì đó thì sau nó là hello I'm San nào what's your name nào xin chào tôi là San tên bạn là gì thì Hiro trả lời my name's Hiro hello Hiro và San là chào Hiro luôn chào cái tên mà mình mới biết thì ok nhá thì phần thứ hai là phần listen and repeat thì sẽ có từ repeat là từ lắng nghe và lặp lại tức là bạn nói lại cái gì của bạn học và cuối cùng là tổng hợp ngữ pháp. Phần cuối cùng là phần tổng hợp ngữ pháp. Am viết tắt là I am. Names, thêm S, cũng như là name is, hay was, phải S, cũng là what is. Tức là cái chữ is này, khi mà chúng ta viết tắt, chúng ta chỉ cần thêm chữ S và đánh dấu phẩy là xong. Và khi ta đọc, chúng ta sẽ bỏ qua nó. Chúng ta chỉ đọc names, names, tức là chỉ qua nó với một chữ S sờ thôi, một chữ sờ, sờ vậy nha. Rồi chúng ta sẽ dịch từ repeat. Repeat là động từ lặp lại một cái gì đó nhé. Lặp lại, bạn nói lại hay nhắc lại. Ok nhé, đó có 3 từ. À, đó có từ N nữa đấy, các bạn nhìn từ N. I là đi, là từ vài, N hoặc un. Đó. Liên từ. Chúng ta sẽ thay màu cho cái từ này cho chúng ta dễ nhìn hơn. Thay màu để dễ nhìn hơn nhé. Đây, ok. Read. Read. Đọc. Listen. Lắng nghe. Repeat. Chúng ta sẽ thấy trọng âm lần thứ hai ta làm. Repeat. Repeat là nhắc lại. Và an. An là niên từ. I. Đúng không? Âm e về I. And. Niên từ nhá. Là và. Nghĩa là và. Read, listen, repeat và end. Rồi nha, bây giờ tôi đọc sẽ bật cho các bạn nghe hai đoạn này. Nghe lại đoạn này 2 đến 4 lần nhé, 4 lần đi, 4 lần đi. Vì nó ngắn mà. Hello, I'm Sandra. Xin chào, tôi là Sandra. What's your name? Tên bạn là gì? My name's Hiro. Tôi tên là Hiro. Hello, Hiro. Chào Hiro luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại 4 lần. Bạn đã biết nghĩa rồi. Và các bạn nghe và lặp lại tự luyện đọc ở nhà nhé. Hello, I'm Sana. What's your name? My name's Hiro. Hello, Hiro. Tất cả các từ ở đây mình đã học hết rồi. Không có gì phải học nữa cả. Ta sẽ chỉ lắng nghe và luyện thôi. Tape script 1.2. Luyện tập nhé. Hello, I'm Sandra. What's your name? My name's Hiro. Hello, Hiro. Tape script 1.2. Hello, I'm Sandra. What's your name? My name's Hiro. Hello, Hiro. Ba lần nhé. Các bạn luyện tape script 1.2. Luyện mấp máy một theo. Hello, I'm Sandra. What's your name? My name's Hiro. Hello, Hiro. Tape script 1.2. Hello, I'm Sandra. What's your name? My name's Hiro. Hello, Hiro. Rồi, mình tin là các bạn đã luyện và lặp theo rồi. Các bạn cảm thấy nó dễ và cảm thấy là thoải mái. Thì các bạn hãy xem tiếp video tiếp theo và chúng ta sẽ cùng nhau học ở video tiếp theo nhé. Rồi, chào mọi người.